Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Na Dạo Này. Mình là Ngọc Anh và hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp một ngày trong kỳ thi giữa kỳ của mình, tiếp nối series Days in Midterm Weeks. Ok, bây giờ thì bắt đầu thôi. Mình sẽ vào lớp này là lớp Principles of Marketing và upcoming events. Mình midterm lúc 2:30 và bây giờ là 2:22 và mình còn đúng 8 phút nữa. Ôi mà ơi, mà thi muộn giờ mình sợ quá. Chúc mừng mình đi thi muộn giờ. Khi xong là mình đang ngồi đây với em. Sau đấy thì chắc là mình sẽ đi ăn cùng với nhau. Và buổi chiều lớp mình có pre-class. Nhưng mà pre-class bọn mình đã thi xong từ những buổi trước. Bài thi thể dục của mình gồm 4 bài test: bật xa, chạy, ép dẻo và gập bụng. Mình đã không qua bài bật xa. Những bài test khác điểm cũng vừa đủ qua thôi, nhưng mà riêng ép dẻo thì ok, nên là mình chụp lại mỗi ép dẻo thôi. Bằng có mọi người thi xong hết, mọi người đi hết rồi. Mọi người đang trong một quán nước, không biết gọi là gì. Ê, về là ba mình học thấy luôn. Chiều mai có. Ồ, oh, bài chiều mai đi. Em cũng là globalization đó. Hành vi gây hứng thụ động khi bạn bộc lộ cảm xúc tiêu cực một cách passive. Gián tiếp. Passive. Không biết. Tại cả chị có nói passive aggressive thì em không biết. À, cái kiểu đấy. Kiểu đấy thì không ai làm gì mà vẫn có kiểu rất là trong rất là bực bội và kiểu mình làm cái gì đấy mình chịu khỏi đi. Sau đó mình sẽ học được. Kiểu một cái son dỡ không biết dùng bao giờ luôn ấy. Cảm ơn chị. Cũng bình thường. Nó từ giờ đến đây là xuống quá. Là có nghĩa là được hút cả mấy cái trong bình đấy thì. Cái này là chị sale như bây giờ em tôi lấy tin để chị đáng nó thôi chứ chị không biết. Ok, thì tôi là Ngọc Anh Edit và tôi lại xuất hiện rồi đây. Thì bởi vì là cái nội dung mà sau đây hai bọn tôi nói chuyện nó hơi nhạy cảm một tí, nó là về cần với mọi người. Và kiểu như là cái nhà đối diện của cái quán mà chúng tôi đang ngồi nó là nhà bán cần cannabis. Thế cho nên là kiểu tôi nhìn xong tôi tò mò, kiểu hai curious minds đang nói chuyện với nhau thôi. Chứ bọn tôi không phải là chuyên gia, không biết gì hết. Và cái nội dung mà bọn tôi nói có thể là không đúng, có thể là đúng. Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà mọi người xem thì open nhé. Đừng đánh giá chúng tôi. Ừ. Là đốt một chậu. Cái gì đốt một chậu? Cannabis kiểu cỏ. À. Nhưng mà cỏ em cần. Cần ạ, cần khác cỏ khác. Em thấy xem phim tôi mới thấy Breaking Bad đấy. Xem không thấy toàn để ở trong một cái tờ giấy. Không có là mấy cái ma túy rồi. Ma túy á. Cái đó. Đấy là cái lá đấy. Xong rồi tụi nó sẽ kiểu là cái lá xay nhuyễn, xúc nhuyễn cái kiểu vậy, làm nó nhuyễn ra xong rồi bỏ vô cái ống luôn. Nó hút vào miệng luôn đó. Giống kiểu thuốc. À, giống như ở nhai trầu á thì đó. À, giống như ở nhai trầu á thì đó. Nó sẽ xay cái lá ra. Biết là kiểu làm nó nhuyễn. Làm nó nhuyễn như là sợ cái rượu sinh tố á. Để đốt lên đi. Nó cứ nhét. Nó sẽ nhét vào trong. Thay vì cái lá nó sẽ không biếu. Thì cái này nó nhét vào trong cái bình bể xong rồi nó đốt luôn. Nó đốt cái lá đi. Đốt lại trong cái bình bể. Nên tôi đốt vào. Không, tôi đốt cái lá đấy trong cái bình bể. Thì kiểu em biết mấy cái ống cày. Cái ống mà tụi nó hút thuốc lào không? Không. À biết. Đấy, giữ thuốc lào lên cao sức khỏe. Thì em có tưởng tượng là cái điếu thuốc lào dài thì nó sẽ có cái mỏ. Cái mình để nhét thuốc lào vô đúng không? Ừ đấy, thì trong cái bình đấy cũng sẽ có cái kiểu như vậy để nó nhét thuốc lào, nó nhét cần vào xong nó đốt cần. À, nó sẽ có cái xong rồi.
khói bốc lên là cái thứ mà mình sống vào. À thế mình hít cái khói ấy. Dím quá vậy. Thở mà không còn nghĩ hút xuống phổi. Hút còn nhiệt lắm. Giống kiểu thuốc lá vậy. Nếu thì lại chứ chị không thiệt luôn. Nhưng mà hôm nào mà mấy hôm thì nóng lắm, thời tiết nóng lên một tí lại bật dậy luôn. Mở mắt ra dậy luôn. Thế rồi ví dụ nha, hoặc ví dụ là có ứng dụng mới hoặc có cái gì mới chặt GPT hoặc cái gì không? À, chị sẽ nghĩ dùng nó rất nhanh, chị ứng dụng nó rất mọi người, mình vừa mới về đến nhà và bây giờ thì mình định là ngồi edit video cho xong để mình còn upload tiếp một cái video nữa trước khi tháng 3 kết thúc. Mình sẽ mở cho mọi người xem là pie bị gì. Pie bị đào. Thì hôm nay mình đã thi buổi sáng là môn mình đã thi môn news writing của giáo sư Jonathan thì trước đấy thì thầy cũng đã cho một cái outline, cái guideline những câu hỏi và những cái section mà thầy sẽ cho câu hỏi vào. Thế nên là mình chỉ ôn cho những cái phần đấy thôi. Thật ra thì cả kỳ mình cũng chỉ học có bằng từng ấy phần ý. Hôm nay mình thi cũng khá ổn. Mình trả lời với tất cả sự hiểu biết và đầu óc của mình. Thế cho nên là mình nghĩ là mình làm ổn mặc dù mình đi thi muộn. Qua là mình làm bài marketing. Cái môn hôm qua mình nghĩ là kể cả mình có đạt điểm cao hay là không thì nó cũng chẳng phải là điểm của mình. Đã trải hết tài liệu rồi nhưng mà mình cũng chỉ được có 8 năm. Lớp đấy thì cũng đông người Việt và các anh chị có vẻ cũng rất là đạt điểm cao. Thì mình nghĩ là kỳ thi hôm qua là kiểu cho xong ấy. Ngày mai thì mình có buổi sáng thì mình không thi. Cái môn buổi sáng là môn International Communication, là môn truyền thông quốc tế. Thì vẫn chưa thi cái môn đấy là giáo sư dạy môn đấy thì cũng đã dạy mình năm nhất rồi, cả hai kỳ luôn. Và cô cũng là cô chủ nhiệm của lớp mình. Thật ra chủ nhiệm lớp thì cũng nó cũng không như là cấp 3 là cô sẽ quản lý tất cả các hoạt động của lớp mà cô chỉ kiểu nhắc nhở lớp về. Bọn mình sẽ thi cái môn của cô vào tuần sau khi tuần bọn mình nghỉ spring break, có nghĩa là nó sẽ vào đầu tháng 4. Buổi chiều mai thì mình có môn tiếng Anh. Và môn tiếng Anh thì bắt đầu từ tuần này là bọn mình cũng đã thi midterm rồi, nhưng mà nó là thuyết trình và chia nhóm thuyết trình. Mình cũng chưa đăng ký trước tại vì mình sợ là mình không chuẩn bị kịp, tại hôm nay mình thi hai môn đúng không? Còn đến thứ 5, cái môn đấy thầy không phổ biến gì về midterm ấy. Mình cũng hơi hoang mang về cái môn đấy, và cái môn đấy là cái môn mình đánh giá là khó nhất nhì trong cái học kỳ này. Mình không biết là như nào nữa. Tiếp theo là đến môn thứ 6 mình được nghỉ rồi, thứ 6 là bắt đầu spring break rồi, thì hẹn mọi người một con tên khác vào spring break nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ ăn nốt cái pie này. Rồi hết các phần ra với nhau. Ok, vậy là hết. Thế ngày hôm nay rồi đấy. Too much to add.
Hôm ấy nhóm mình chưa thi, các nhóm khác thi trước. Có một nhóm thuyết trình với topic là Boys should pay on the first date, nghĩa là con trai nên trả cho buổi hẹn hò đầu tiên. Các bạn đưa ra khá là nhiều luận điểm, nhưng mà luận điểm mạnh nhất mà thầy nói là để cho công bằng vì các bạn nữ đã phải trang điểm và chăm chút nhan sắc rồi, ý là cũng tốn rồi ấy. Thì hôm đấy là mình tranh biện khá là sôi nổi. Có bạn William cho rằng đó là lựa chọn của các bạn nữ, và các bạn nam thì cũng chăm chút bản thân, ý là cũng tốn tương đương. Mọi người nghĩ sao về bài thuyết trình này? Riêng với mình thì kể cả là buổi hẹn đầu hay là không, hay là buổi hẹn thứ 2, thứ 3 gì đấy thì mọi chi phí là cứ chia 50-50 thôi. Nhưng ai có lòng thì mình cũng có dạ. Ờ, xin cảm ơn. Ngày 29 tháng 3 thì mình chỉ qua như thế này thôi, cuộc tranh luận. Sau đây sẽ khép lại video này. Cảm ơn mọi người đã xem đến tận đây. Chúc mọi người một ngày vui vẻ nhé. Bye bye. Okay, so in your culture, is this not, is this the traditional way, normal way? Yeah. Latin America is normal. Africa. This is normal, right? Maintain. Yeah, we pay, but girls like usually pay the hotel or something like that. Wait, what? No. Yeah. No. You pay the dinner and she pays the hotel. Yeah, yeah, it's like help and help. No, I think that's not you wanting to do things with the girls. It's the girl wanting to do things with the girls. What? What's the diet? How you want? A futuristic guy. All right. Well, no, so not just dinner, he pays for more money. Yeah. Yeah, like... What? Like he, what? He treats you, like... No, she says he, you know, he pays you money. As you said, like... Maybe like a donation. So, at the end of the day, you have more money. That's what you want. You should move there.